Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Đây có lẽ là một người nào đó đang ở điểm thấp nhất, điểm đen tối nhất, đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Rồi không ai trả lời cuộc gọi và đó sẽ là một cảm giác vô vọng khá đau khổ. Rồi tôi phải đi đâu bây giờ? Nếu đây là những người được cho là sẽ ở đó để giúp tôi, rồi họ không thể trả lời cuộc gọi của tôi, thì bây giờ tôi phải đi đâu? Đây là bà Angela Jackson, người đứng đầu của Impact Economics và là tác giả của một phúc trình mới, phơi bày mức độ của cuộc khủng hoảng vô gia cư, rồi các dịch vụ đang gặp khó khăn như thế nào để giúp đỡ hoặc thậm chí trả lời điện thoại. Để biết phúc trình đã khảo sát 23 dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư trong khoảng thời gian 2 tuần và phát hiện ra rằng có 200 giờ trong thời gian đó, các dịch vụ phải đóng cửa, cũng như 325 giờ, cuộc gọi không được trả lời và hơn 666 email khẩn cấp mà nhân viên không thể trả lời. Tổng giám đốc điều hành của Alia Victoria là Paul McDonald cho biết nguyên nhân là do sự chênh lệch ngày càng tăng giữa cung và cầu. Tôi phải nói rằng, nhu cầu tăng bất ngờ không ngưng nghỉ, theo nghĩa là số lượng và phạm vi của những người khác nhau. Cầu so với cung giống như nhìn vào một cái cầu thăng bằng mà trọng lượng nặng ở một đầu. Chúng ta đang thấy một nhóm người mới, gồm những người trẻ tuổi đang tìm kiếm nhà ở hoặc không thể vào thị trường cho thuê nhà, rồi phụ nữ và con cái của họ, nạn nhân của bạo hành gia đình, không thể dễ dàng chuyển đến các lựa chọn nhà ở dành cho họ. Được biết nhu cầu tăng bất ngờ này có nghĩa là các gia đình có trẻ em tìm kiếm chỗ ở khẩn cấp không thể được hỗ trợ khoảng 1 trong 5 ngày, trong khi những người không có con bị từ chối cứ 2 ngày một lần, còn trẻ em vị thành niên không có thân nhân bị từ chối cứ 9 ngày một lần. Đối với những người vượt qua được cánh cửa của các dịch vụ hỗ trợ, bà Angela Jackson cho biết nhân viên hỗ trợ phải đối mặt với những lựa chọn bất khả thi khi họ quyết định sẽ giúp đỡ ai. Không có đủ nhà ở dài hạn để họ vào, vì vậy họ phải ở trong các dịch vụ thương mại trú lâu hơn. Điều đó có nghĩa là có ít chỗ ở khẩn cấp hơn. Vì vậy, các loại cuộc gọi mà họ thực hiện, và chúng tôi đã nghe điều này từ các nhà cung cấp là: "Ồ, bạn có con, nhưng bạn có xe hơi, xin lỗi, vậy thì bạn có thể ngủ trong xe. Vì ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là những người có con không có xe hơi." Thật khó để bảo vệ châu Úc, một quốc gia giàu có như chúng ta, rằng mọi người đang ở trong tình huống mà các dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư phải phân loại giữa các gia đình có và không có xe hơi. Ngoài ra, phúc trình cho biết một lý do chính khiến tình trạng vô gia cư gia tăng là căng thẳng về tiền thuê nhà. Số người có nguy cơ vô gia cư đã tăng 63% trên toàn quốc, lên 3 triệu người, do tình trạng nhà cho thuê trống giảm mạnh và giá cả tăng vọt, không có đủ lựa chọn phù hợp với túi tiền của mọi người. Tổng giám đốc điều hành của Homelessness Australia là Kate Colvin cho biết chỉ cần một thay đổi trong hoàn cảnh là đẩy mọi người đến bờ vực. Một sự kiện thực tế gây ra tình trạng vô gia cư, và đó là cú sốc có tính cách tiêu cực như mất một số thu nhập, mất việc làm hoặc trải qua bạo lực gia đình, và phải rời khỏi ngôi nhà mà bạn đang ở. Ngoài ra, trợ cấp tiền thuê nhà và tăng nguồn cung nhà ở xã hội và nhà với giá cả phải chăng là những giải pháp được ghi nhận đầy đủ cho cuộc khủng hoảng nhà ở như bản phúc trình đã đề nghị. Tuy nhiên, bà Colvin cho biết chính phủ có thể làm nhiều hơn nữa để giảm bớt áp lực về tiền thuê nhà. Vấn đề thực tế trên thị trường cho thuê là không có đủ nhà cho thuê giá rẻ. Điều đó tạo ra hai vấn đề. Một là nó tạo ra sự cạnh tranh thực sự gay gắt đối với một số ít bất động sản cho thuê giá rẻ hiện có, đẩy giá nhà lên cao, nhưng cũng có nghĩa là mọi người sẽ bỏ lỡ. Ngoài ra còn có thực tế đó là giá thuê nhà vẫn tiếp tục tăng. Vì vậy, giải pháp quan trọng nhất mà chúng ta cần là chính phủ đưa thêm nhiều nhà cho thuê giá rẻ vào thị trường bằng cách đầu tư vào nhà ở xã hội. Được biết, phúc trình về tình trạng vô gia cư được đưa ra khi chính phủ liên bang đang thực hiện một nỗ lực khác để đưa chính sách nhà ở bị đình trệ từ lâu để thông qua Quốc hội trong 2 tuần họp cuối cùng của năm. Đảng Lao động đã cố gắng ban hành luật về một chương trình vốn chủ sở hữu cho phép những người mua nhà lần đầu đặt tiền cọc ít hơn. Chính phủ cũng đã cố gắng đưa ra một chương trình xây dựng để cho thuê, theo đó các ưu đãi về thuế cho các nhà phát triển để xây dựng các bất động sản để cho thuê. Thế nhưng, bà Angela Jackson cho biết các biện pháp này có thể mất thời gian để thực hiện và trong khi đó các dịch vụ tuyến đầu cần nhiều tiền hơn để chăm sóc cho những người không thể chờ đợi. Chúng tôi thấy rằng việc tài trợ cho các dịch vụ chuyên biệt dành cho người vô gia cư đã bị cắt giảm trong thời gian gần đây, trong giai đoạn hậu đại dịch như vậy. Việc xây dựng nhà ở xã hội là quan trọng, nhưng trong nhiều trường hợp, nó chỉ thay thế các ngôi nhà hiện có, chứ không phải xây dựng nhà mới. Vì vậy chắc chắn những gì chúng ta đang thấy ở Victoria là sẽ có nhu cầu và nhu cầu liên tục về nhà ở công cộng, cùng với việc bảo đảm rằng hỗ trợ cho người vô gia cư vẫn đủ để hỗ trợ những người có nguy cơ vô gia cư hoặc đang trải qua tình trạng vô gia cư. Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.